Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh công nghệ của Laptop TC. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về một vấn đề mà khá nhiều bạn và nhiều khách hàng đã nhắn tin hỏi cho Laptop TC trong thời gian qua về laptop dành cho dân marketing. Và ngày hôm nay thì cũng thật là trùng hợp khi mà bên mình cũng có một bạn chuyên về marketing ở đây, chính là một bạn marketer cực kỳ xinh đẹp bên mình. Bạn có thể giới thiệu qua một chút về bản thân cho mọi người cùng biết không nhỉ? Hello mọi người, mình là Phương, mình phụ trách team marketing của Laptop TC. Thì hôm nay cũng là thật là trùng hợp khi được anh Cường mời đây để có thể ngồi để chia sẻ với mọi người về các cái tiêu chí để lựa chọn một chiếc laptop cho dân marketing chúng mình. Được rồi, chúng ta sẽ kết thúc phần chào hỏi và bây giờ sẽ vào vấn đề chính, đó chính là Phương đã sử dụng rất là nhiều về laptop cho việc dùng marketing. Theo em, cái tiêu chí mà đưa ra dành cho dân marketing lựa chọn chiếc laptop thì là như thế nào? Đối với dân marketing tụi em thì cũng chỉ sử dụng những cái công việc khá là đơn giản. Đâu đó thì sẽ mở một vài các cái tab ứng dụng này, hoặc là Word, Excel. Thì đối với em thì cũng không cần phải sử dụng một chiếc laptop quá mạnh, chỉ cần RAM 8GB trở lên, ổ SSD. Ngoài ra những bạn mà cần nhiều đến cái thiết kế hoặc là ngoại hình thì có thể lựa chọn những cái laptop mà cao cấp hơn hoặc là có cái thiết kế sang chảnh hơn. Theo như em nói thì anh thấy cái sự lựa chọn của ngành marketing nó cũng rất là đa dạng đúng không? Nó cũng đòi hỏi các cái yếu tố như kiểu là về cấu hình này, về ngoại hình này. Nó chỉ không đòi hỏi nặng hơn về như kiểu như là cần những xử lý những công việc nặng hay là chơi game như mấy anh em đồ họa chơi và gaming thôi đúng không? Như mình làm trong nghề thì cũng thấy là nó cũng khá nhiều các cái mẫu mã đúng không anh? Từ rẻ, từ đắt này, từ cận cao cấp, tới cao cấp. Để mà nói nhớ đã khó rồi chứ chưa nói đến là việc phải lựa chọn chiếc mẫu laptop như thế nào cho nó phù hợp với bản thân. Đúng rồi, vậy thì mới có cái talk show ngày hôm nay đúng không em? Và theo như dân đồ họa hoặc là lập trình chơi game ấy, thường thì người ta sẽ chú trọng như cái anh vừa nói. Tức là sẽ chú trọng về VGA, về card này. Và về giống như kiểu là màn hình chất lượng cao. Ví dụ như là gaming thì người ta sẽ cần là tần số quét cao. Và thêm nữa là dân render hoặc là làm về thiết kế ảnh thì người ta sẽ cần chính xác về màu. Như em vừa đưa ra thì mới chỉ có cấu hình và thiết kế thôi đúng không? Cấu hình và ngoại hình. Còn về phần bàn phím thì anh nghĩ cái đó nó cũng khá là quan trọng đúng không? Đúng rồi, em cũng nghĩ thế. Với những bạn content thì việc sử dụng bàn phím là khá nhiều. Màn hình tốt cũng là một điểm cộng nữa. Bởi vì chúng ta ngồi một ngày 8 tiếng với chiếc màn hình thì em nghĩ là từ màn Full HD trở lên là tốt nhất. Chuẩn, cái này thì chính xác. Vì cái vấn đề về laptop bây giờ, cái dòng business anh thấy giá thành của nó rất là rẻ. Ví dụ như là dòng Dell thì có 7480 này, 5470. Những cái dòng đó thì cái giá thành của nó bây giờ rất là thấp. Và cái trải nghiệm bàn phím của cái dòng đấy thì lại cực kỳ là cao và thích. Dòng của bàn phím Lenovo thì mình không nói rồi. Và dòng của Dell Latitude cũng vậy, là cái trải nghiệm phím cực kỳ thích ở trên cái nhu cầu của dân marketing. Thường thì các cái dòng đấy bây giờ dao động trong khoảng tầm giá từ 5 triệu trở lên. Vậy còn những chiếc laptop mà cao cấp hơn thì em nghĩ sao? Cao cấp hơn thì chúng ta có thế hệ thứ 11 này, 12 hay là những chiếc laptop 2023. Em nghĩ là thời điểm này thì khá là dễ dàng tiếp cận. Đúng rồi, cái giá, nhất là cái giá thành của nó và cái mức phổ thông của nó cũng rất là nhiều rồi. Cũng gọi là phổ biến rồi đúng không? Gần đây nhất thì chúng ta có những chiếc laptop như là Acer Swift này 2022 hay là HP Envy 14 2023 hay là con gần đây nhất chúng ta vừa mới review đấy. Mà con gì nhỉ? Một ngày anh review nhiều con anh cũng không nhớ được là con gì. Anh đoán xem con gì nhỉ? Con gì? Con XPS 9320 đúng không? Con chuẩn, không có thuốc bát đúng không? Chuẩn. Con đấy công nhận là ưng, đẹp, thiết kế đẹp. Mà nhìn con đấy sang vãi chưởng. Trải nghiệm phím cũng rất là ok. Phím thì rất là to, phím của đấy thì là to, màn cũng đẹp nữa, thiết kế mỏng nhẹ. Nói chung nếu mà ấn tượng thì anh thì gần như là kiểu fan của Dell ấy. Lúc nào anh cũng chỉ thích XPS thôi. Nhưng mà nếu cái kinh phí của anh mà nó không có đủ, không có nhu cầu thì khả năng là anh sẽ phải lựa chọn những dòng thấp hơn. Dòng thấp hơn thì nhà mình cũng đang sẵn rất là nhiều, ví dụ như là có thể nhắm sang AMD một chút chẳng hạn. Dell 5415 đúng không? Chính xác. Còn đó thì thật sự là cái giá thành của nó thì nó có thể nói là nó thấp, nó khá phù hợp. Bây giờ và chỉ nó là tầm 14 triệu nhỉ? Tầm 14 triệu đấy thì nó sẽ vừa với ngân sách của mọi người. Thiết kế dạng Invision mới trông nó rất là đẹp mà cái phím của nó thì cũng trải nghiệm cũng rất là êm. Em cũng đã có thời gian trải nghiệm con đấy rồi nhưng mà nói chung là nó cũng không dài. Trải nghiệm thì gần như là các cái tác vụ em mở lên cũng khá là nhiều. Mình cũng phải sử dụng đến 20-30 tác vụ đến một lúc. Thì cái... thấy nó cũng không hề bị giật lag gì cả. Cái cấu hình của nó ngon mà, cấu hình của nó là RAM tận 16 ổ SSD 512 cơ mà. Nên là cái trải nghiệm rất là mượt mà và nó không bị hiện tượng là giật lag gì cả. Thời gian gần đây thì AMD em thấy cũng khá là ổn đấy nhở? Đúng rồi, vì AMD bây giờ nó được chuộng cũng rất là nhiều mà em. Ví dụ như là trên những dòng laptop gaming với cả dòng laptop văn phòng ấy, chip AMD với cái số nhân số lượng cũng khá là lớn. Số điểm đa nhân của nó cũng rất là cao, có thể là cao hơn so với Intel. Anh thì anh chỉ là một ông gọi là ông marketer đa dạng. Không phải đâu các bạn nhá. Marketer chính hiệu đấy.
gọi là cái gì mình cũng làm, nên là anh cũng có cái nhu cầu sử dụng gọi là một chiếc laptop vừa đủ với màn hình 15.6 inch. Cái chiếc này thì nó cũng không hẳn là phổ thông lắm vì nó là cái dòng gọi là tầm cao của Dell đấy, chiếc Dell Latitude 5511 đấy. Trước đó thì có cái trải nghiệm bàn phím cũng rất là ổn, màn hình thì màn hình Full HD IPS, nhưng nó chỉ chết một cái là cái màu xuất ra của nó là nó không được chính xác cho lắm. Vì căn bản là mình cũng không chú trọng đến màu sắc, mình chỉ cần nó Full HD và IPS là được rồi. Em thấy có một điểm trừ nữa đấy, đố em biết là gì? Nếu mà điểm trừ trên chiếc này à? Cũng hơi khó nhỉ? Cân nặng. À đúng rồi. Dòng Dell Latitude thì thường nó sẽ được thiết kế bằng kim loại nhôm. Tất cả các dòng từ ngày xưa đến giờ vậy đều được thiết kế bằng kim loại, nên là cái trọng lượng của nó sẽ hơi nặng một chút so với các cái dòng Ultrabook văn phòng hiện nay. Nói chung là nếu không di chuyển nhiều thì đấy cũng là một lựa chọn. Đúng rồi, nếu mà chúng ta không phải thường xuyên di chuyển, như anh thì gần như là anh làm việc tại công ty, đúng rồi, tại công ty tại phòng rất là nhiều, do đó thì không phải thường xuyên di chuyển. Còn nếu mà các bạn mà hay di chuyển hay đi gặp đối tác, ví dụ như em chẳng hạn, em là đại diện em hay đi gặp đối tác, thì em có thể là chọn những cái mẫu laptop nhỏ gọn hơn, mỏng nhẹ hơn. Về cân nặng thì cũng đã được giải quyết rồi nhỉ? Thế còn màn hình, em nghĩ là marketing mình cũng cần phải một chiếc màn chuẩn chứ nhỉ? Đúng rồi, nếu mà như nhiều bạn mà làm về ảnh xuất ra thì các bạn ấy sẽ phải chú trọng hơn về cái chiếc màn hình. Mà cái màn hình thì bây giờ gần như là trên những cái dòng laptop mới ra hiện nay ấy, nói đơn giản như từ dòng laptop thế hệ 8 thôi là người ta đã tối thiểu là từ màn hình Full HD rồi, IPS rồi, cái chất lượng hiển thị đã rất là cao. Và có những cái phiên bản nó cao hơn, ví dụ 3K, 4K, ví dụ như chiếc Dell Inspiron 5320 chẳng hạn nhé, là nó đã có sẵn màn hình 2,2K rồi. Thì cũng có thêm là một vài test về cái hiệu năng cũng như là chất lượng màn hình của chiếc máy đó thì anh thấy nó cũng khá là ổn. Nên là cái vấn đề màn hình chúng ta có chú trọng và cũng có sự lựa chọn. Nhưng bây giờ nó gần như là phổ thông rồi, nên chúng ta chỉ gọi là lựa chọn làm sao cho nó hợp lý hơn thôi. Sự lựa chọn cấu hình này, sự lựa chọn màn hình này, RAM ổ các thứ là nói hết rồi. Hình như anh thấy là còn thiếu một cái về thiết kế, thì theo em thì cái sự lựa chọn của các bạn marketing thì sẽ lựa chọn sự thiết kế như thế nào, cái thiết kế như thế nào? Nói chung là cũng tùy theo sở thích từng người thôi. Nhưng mà đối với dân marketing thì em nghĩ là sẽ ưu tiên sự mỏng nhẹ hơn. Để mà dễ phân biệt thì em nghĩ là mình nên chia theo hãng đi. Chia theo hãng, theo thiết kế của từng hãng đúng không? Thiết kế, nếu mà như thiết kế thì anh thấy nếu mà để nói về thiết kế mà mỏng nhẹ của dân văn phòng thì dòng HP nó sẽ nhắm nhiều về thời trang. HP thì nó sẽ có sự uyển chuyển dịu dàng hơn, đúng thiết rồi. Kế mỏng nhẹ hơn. Dell thì cứng cáp hơn. Nhưng mà dòng Inspiron của Dell hiện tại thì em nghĩ là đang gọi là Dell đang lắng nghe người dùng hơn ấy. Khi mà họ đưa ra những cái thiết kế khá là phù hợp với dân marketing. Như con 5320 lúc nãy em vừa nói đấy, mình cũng vừa review cái thời gian trước thì cũng mỏng nhẹ này, cân nặng đâu đó chỉ rơi vào tầm 1,3kg thôi. Thời gian gần đây thì Dell họ đã thay đổi và họ đã bám sát về cái thiết kế, chú trọng về thiết kế thời trang hơn. Nên là những cái kích thước và những cái chiếc máy mới ra trong cái thời gian gần đây thì nó đã được giảm kích thước và ngoại hình của nó, cái thẩm mỹ nó được chú trọng hơn rất là nhiều. Do đó thì chúng ta có rất nhiều sự lựa chọn, nên là tùy từng mẫu người. Đúng rồi, Lenovo thì nó cũng sẽ hơi hướng lịch sự một chút đối với những người tối giản, hoặc là lựa chọn sang Asus. Asus thì mình màu mè hơn, có nhiều sự lựa chọn về thiết kế hơn. Ví dụ như anh thấy Asus thì có chiếc Q409 rất là đẹp mà lại còn sẵn màn hình cả OLED nữa. Màn hình 2.8K OLED mà cấu hình cũng có phải là bình thường đâu, cấu hình cũng rất là cao. Con đấy em cũng đã trải nghiệm rồi. Nói chung là tổng thể em thấy khá là ưng ý. Nếu mà bạn nào mà có thời gian đến đây trải nghiệm thì mình nghĩ là đấy là một sự lựa chọn chắc chắn là rất là hợp. Anh nhớ là 9 lạng hay 1,1 cân gì đó, trông nó rất là đẹp và sang luôn đấy. Nhẹ bằng một cái iPad. Đó là tổng quan về cái sự lựa chọn laptop dành cho dân marketing mà một bạn chuyên làm marketing, gọi là marketer chủ đạo của TC. Những cái tiêu chí để mà các bạn lựa chọn làm sao mà phù hợp với mình. Vậy thì các bạn thấy cái video này như thế nào và cái sự lựa chọn đó ra sao? Thì hãy để lại comment ở bên dưới để chúng ta cùng thảo luận thêm nhé. Cùng với đó thì hãy cho laptop TC xin một like của cái video này dành cho bạn gái xinh đẹp. Khi mà laptop TC ra những video tiếp theo thì các bạn có thể nhận được thông báo sớm nhất. Ok,